Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ còn vỏ chất trái đất. Đây, cái công trình mặt bằng của em đã xong rồi đây. Thì bây giờ em nhờ bạn chủ máy bạn ấy làm nốt cái phần hoàn thiện là vét cái mương ở dưới này. Sau đó em sẽ đi quay cái mặt bằng cho các bác và sau đó em sẽ đi ra ngoài kia để em lấy cái ô tô để chở máy cho các bác nhá. Đây, mặt bằng thì đã xong rồi đây. Em ra đây em ngồi xuống đi quay cho các bác xem này. Thì lúc trước thì em có làm rất là nhiều video của cả hai kênh máy xúc Việt Nam Vlog và kênh máy xúc nhỏ của vỏ trái đất này. Thì là cái mặt bằng này nó cũng rộng, mình nghĩ là nó khoảng tầm 3 sao, nó khoảng gần 1.000 m². Mỗi một chiều của nó là mình tính là nếu mà cái chiều này nó phải khoảng 40 m này, chiều dài này này. Còn chiều rộng này thì chắc là khoảng 30 m thôi. Từ phía trong này. Đấy, phía trong này đây nha các bác nhá, ở phía trong này mới lại phía ngoài kia gần như là nó dốc hết xuống, dốc hết đấy về dốc là dốc xuôi xuống đây. Nói chung là cái lượng đất lượng nước ở đây này thì nó có mương rồi, trên kia nó có rãnh mương ấy hết rồi. Đây cái chỗ này là hôm lúc trước mình có làm video mình quăng ở đây này. Còn ở phía bên trên này, phía bên trên này là có một cái mương đấy, mình đi mình đi cũng một lúc mới xong mới đến được đây các bác ạ. Đầu trong này thì là lúc có thiếu một tí thì mình xúc xe chở ở chỗ này gây xoan ở kia. Đây có một rãnh mương này các bác này, đây có một rãnh mương nhá. Đây em ngồi xuống đây xong em hạ thấp camera xuống cho các bác xem đấy. Gần như là mặt bằng này cũng gọi là quá ổn rồi đấy, không bị thấp mà cũng không bị cao. Đầu này mới đầu kia nó chỉ vay nhau một tí thôi các bác ạ. Gọi là nước nếu thì có rãnh mương hết rồi. Đây có rãnh mương này, rãnh mương ở trong chân này. Đây để em chụp ảnh lại các bác nhá. Thì em đứng lên cao để em chụp ảnh lại. Đây bên ngoài này thì có rãnh mương đã hoa. Mình sẽ bật cái chế độ chụp toàn cảnh. Đây chụp toàn cảnh. Còn bây giờ em sẽ đi ra để em lấy ô tô cho các bác nhá. Đấy. Chung là mình cứ nó rộng thì rộng thôi nhưng mình cứ làm theo đúng quy trình là san từng bước một thì nó sẽ rất là nhanh. Đó. Đây, bây giờ máy thì đang làm ở đây rồi. Đấy, mình sẽ đi để mình đi lấy ô tô. Ô tô nó ở rất là gần đây. Đứng ra mép bên kia vào, quệt đi. Đấy, bây giờ cho bạn thủ máy bạn đi thử làm gọi nhá. Em sẽ đi ra cái chỗ ô tô xong sau đó là lấy ô tô. Thôi, các bác cho em một lát thì em sẽ đi ra đến đó. Đây, đi moi theo cái mương này này. Mương ra đến chỗ này thì không phải moi nữa này các bác này. Nó chỉ ở chỗ này thôi. Chỗ trong này thì nó cao thôi. Ra đến đây là nó có một cái rãnh mương sẵn. À, hôm nay không nó nọ vừa mới lấp vào rồi. Mình chưa ở đây đây, bên ngoài này có cái cống này, ok. Đó, mình sẽ đi ra lấy đấy nhá. Ok, mình đã đi ra đến chỗ cái xe và đang lấy xe đi vào rồi anh em nhá. Xem nó quay. Đang quay. Ok, mình sẽ lấy xe đi vào để mình ấy, cái đoạn đường ở trong này thì nó hơi nhỏ một tí anh em ạ. Nó rất là nhỏ luôn. Đấy, quên cái chỗ đoạn cua này thì nó đã nhỏ rồi. Đấy, đây là cái đoạn này mình phải lấy lái làm sao để cho nó ra sát cái mép kia thì nó mới ấy được này. Qua được. Đúng đó là nó bị rơi xuống dưới. Đi còi bởi vì cái đoạn này là rất là đông xe. Rất là nhiều xe các bác.
lên cái chỗ này là quay đầu ở dưới kia. Đây có chỗ quay đầu rất là to luôn, không phải sợ. Ráp vào cái xe máy của mình nhá. Sắp tới chúng mưa rồi đấy anh em ạ. Rồi ok. Đứng gọn mà để cho người ta đi nhá các bác nhá. Để đứng gọn vào cái phía đằng bên này. Qua đây thì người ta sẽ có chỗ đi này. Ok, mình sẽ đi vào cái chỗ máy nhá. Đúng rồi, gọn gọn vào đây để cho máy nó đi ra. À, đây, xe máy vẫn đi được các bạn, đi thoải mái. Để nó hơi mắc một tí thôi. Rồi đất này thì nó cũng hơi bẩn. Đâu à anh? Làm gì anh đi được không? Anh đi được anh. Bò như sân bay. Cái xe của mình như này các bạn này, nó có một cái gọi là cái móc để hãm, nhưng mà bây giờ hiện tại nó đang rơi đây này. Để rơi đây mình rất là khó để mình buộc mình vào phụ này. Rất là khó ra vào phụ. Đấy, bây giờ mình sẽ buộc nó vào, không cho nó chạm dưới kia nữa. Quấn nó vào đây cho nó đấy, còn tí nó khuyết vào phụ. Thôi mình sẽ kết thúc cái video ở đây rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Mình đi ra kia máy quay một lúc xong là mình sẽ, xong là mình sẽ kết thúc video thôi. Mình còn đi chuyển máy bởi vì buổi tối này nó rất là căng thẳng. Ok, chào tạm biệt. Đây bạn chủ máy bạn ấy múc đây. Lâu lắm mới được đứng một chỗ để quay người khác múc thôi các bác ạ. Nhưng mà mình đi làm này ít có cơ hội để mà gặp những cái anh em nào đi quay chơi, đi quay phim thôi. Quay phim thì đứng quay thì được. Như bây giờ thôi mình sẽ đi xuống múc của bạn chủ máy. Thôi chào tất cả anh em.